VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Mới tạo cặp loa ngon lành lắm, mà bố trí sao cho chuẩn đây? Để ở đây thử xem. Trời biết cả. Không thì ở đây thử thế nào? Chán thật, thều thào không nghe được gì cả. Thôi thì bố trí vậy đi. Tắt nhạc gấp gấp. U rất kinh hồn. Bó tay. Để gọi 0902-799-186 nhờ chuyên gia VDA đến lắp. Cách đặt loa chuẩn nhất, loa treo tường cách mặt đất khoảng 2,5-2,8m. Khoảng cách giữa hai loa là 2,2-2,5m. Hai loa không hướng vào nhau. VDA lắp đặt thiết bị chuẩn theo các nguyên tắc âm thanh. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền, phường Thuận Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4 320 Tân Xuân Nhì, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.